Chị em gửi trả đồ cho anh Tân quản lý nha. Ừ được rồi, đưa cảm chị. Ơn chị. Ừ. Thùy Anh. Cô qua kia mình nói chuyện. Em chấp phòng VIP. Không phải hôm nay cô có hẹn đi ăn với anh Nam Sơn sao? Sao giờ lại ở đây? Tôi có hẹn với ai thì liên quan gì tới cô? Anh Nam Sơn hả? Anh đang ở đâu vậy? Có phải anh đi ăn trưa với Thùy Anh không? Tôi đang uống quán cà phê. Hôm nay Thùy Anh có hẹn với quản lý Di Thể Hình, cho nên tụi tôi không có gặp nhau. Có chuyện gì không? À không, tôi chỉ tiện điện hỏi vậy thôi. Thực ra tôi gọi cho anh là để muốn gặp anh, để nói chuyện về chuyện của anh Kha. Tôi cũng đang rảnh nè. Cô chạy lên đây đi. Nếu chưa ăn trưa thì ra ăn với tôi, còn không thì ngủ cà phê. Bây giờ tôi nhắn địa chỉ của cô nha. Cũng được, đợi một chút tôi sẽ qua. Cô đi tập thể hình ở trong khách sạn sao? Tôi tưởng một người mẫu diễn viên nổi tiếng như cô phải đi tập ở những trung tâm thể hình lớn như sang trọng chứ. Cô phải lo, tôi không phải là người hay đi mách lẻo đâu. Cô gì là biết khôn á? Cô thì có liên can gì đến tôi và Nam Sơn chứ? Cô chỉ là vợ giả mà thôi. Tôi biết, nhưng mà cô cũng đừng có quá lộng hành qua mặt ảnh. Tôi thấy anh Sơn thật lòng tốt với cô, nên mong cô cũng đừng làm ảnh tổn thương. Cô là cái thái gì mà dám lên mặt dạy đời tôi hả? Còn cô nhìn lại bản thân mình đi. Cô cưới anh Nam Sơn chỉ vì tiền mà thôi. Cô muốn nói sao cũng được, tôi không có phủ nhận. Mà nè, ông trời có mắt đó, làm chuyện sai trái coi chừng sẽ bị trời phạt đó. Cô thấy rồi đó, cẩn thận thì hơn. Không sao đâu, không sao đâu. Có tôi ở đây rồi, không sao đâu cô. Sợ, sợ nha. Có tôi ở đây rồi. Bây giờ mình đi vô nha cô. Đừng sợ nha. Sợ, đừng sợ. Sao nhìn tôi kỳ vậy? Mặt cô đúng kiểu đang thương hại người ta. Làm gì có. Đầu óc cô chắc đang có vấn đề, cho nên nó hiện rõ ra trên khuôn mặt luôn kìa. Uống thuốc gì chưa? Để tôi ra hầm tử mua cho. Mẹ, ngoài mẹ với bạn gái của anh ra thì anh không có nói chuyện đàng hoàng tử tế với bất kỳ người phụ nữ nào khác được hả? Tôi cũng là phụ nữ chứ bộ. Cô là phụ nữ hả? Đúng thường. Dĩ nhiên đó là hai người phụ nữ quan trọng nhất đối với tôi, được chưa?
Dành cho chị chiếu gì ạ? Cho tôi đi cảm giác nha. Dạ. Ăn chị kêu luôn đi, chứ để hồi về nhà không có mạng á. Anh ở đây á, lấy cho em món gì mà mắc nhất nha anh. Dạ. Vậy chuyện anh phải dễ kết hôn dạ? Cũng là vì bạn gái của anh hả? Trên đời này có nhiều người hạnh phúc và may mắn mà không biết trân trọng. Ê, đừng có nói là đang có cặp tình với tôi nha. Anh nghĩ sao vậy? Chứ cô đây nói ai? Tôi chỉ nói vui chơi vậy thôi à. Mình vô chủ đề chính đi. Chuyện của anh Kha sao rồi? Tôi đã nói chuyện với ông Lâm, chủ quán bar, về vụ anh Kha của cô rồi. Ông nói sẽ cho đàn em hẹn gặp tôi. Ừ, chúc cô gặp ông luôn đi. Tôi bóc túi ra đưa 200 triệu cho bọn nó là được chứ gì. Tôi cảm ơn. Ê, làm gì vậy? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà. Làm gì thế ghê vậy? Cảm ơn được rồi, đừng có nắm tay. Chà, anh nghĩ mình là ai vậy? Đừng có bao giờ làm cái bộ mặt đó cho người ta cảm động nha. Tôi chỉ xem cô như là một con cóc xấu xí thôi. Đừng có hòng mà quyến rũ hoàng tử nha. Cái gì? Anh mà là hoàng tử á hả? Vậy chắc cô là công chúa rồi ha. Cô là con cóc xấu xí. Đừng nè. Tôi không có muốn hơn tôi với con người như anh. Vậy có nói với ổng á là đừng có nói cho anh ta biết chưa vậy? Cô làm cho tôi ngu giống như cô vậy. Tay lại. Chi vậy? Tôi kêu khoanh tay lại. Làm gì? Cô khoanh tay lại, tôi muốn cà phê được. Để cô nắm tay tôi nữa thì sao? Là của mình là ai không bằng. Anh nói sao? Sao cái gì? Nợ mày á đã được trả hết rồi đó. Giờ mày được tự do. Ủa? Trả hết là sao? Ai đã trả cho tôi? Thì... thật ra là như vậy. Anh hai á, anh không cho tao nói cho mày biết, nhưng mà tao hiểu chuyện tình cảm của mày, mà tao lại hiểu mày nữa. À, bây giờ tao không nói á thì áy náy lương tâm, mày hiểu không? Thật ra là có người trả nợ hết cho mày rồi. Hả? Mà nếu không nói cho mày biết á, mai mốt mày mất con bồ rồi, mày lại trách tao. Du hả? Ủa mà liên quan gì tới Du trong chuyện này? Ừ. Bồ Du trả tiền cho tôi hả? Mày điên hả? Nhỏ đó làm gì có tiền để trả. Chứ ai trả? Cái thằng mà đi kè kè chung với nó, cái thằng công tử đẹp trai đó, nó trả nợ đó chứ ai. Cái gì? Mà nghĩ cũng hay chứ. Con bồ mày nói gì với nó, ỷ o gì với nó, mà cái thằng đẹp trai đó chi mấy trăm chai trả nợ cho tình địch của nó mới ghê chứ. Thôi, tức làm cái gì? Bây giờ có chỗ dựa như vậy, ăn chơi xả láng đi, thoải mái, thiếu tiền cái việc mượn tao. Có chơi dựa vững chắc vậy, bao nhiêu tiền tao cũng có. Mấy thằng đó là đại gia mà, tiền bạc nghĩa địa gì đâu, đúng không? Má nó, tôi đã nói là tôi không có nhận rồi. Nó cố tình làm như vậy á, nó muốn sỉ nhục tôi trước mặt Du, nó muốn lấy được lòng Du chứ gì. Thôi, tức cái gì? Bây giờ người ta trả nợ xong rồi, thôi đi, mày được tự do mà tức cái gì? Thôi đi đi. Tự do cái gì mà tự do? Tôi nói cho anh biết nha, thằng này mượn nợ thì thằng này trả, không cần ai trả hết á. Anh lỡ lấy tiền nó rồi á thì anh trả lại đi, nợ của tôi để tôi trả cho. Hay, rất là có nghĩa khí. Tao nhất quyết là không nhìn lầm mày mà. Thôi được rồi, hôm nay nó hẹn để trả tiền, mày ra gặp giải quyết cái vụ đó đi. Còn chuyện anh 25 á, để tao lo cho, tao đứng ra bảo lãnh. Nợ để cho mày trả, không nhờ thằng nào trả hết được chưa? Ừ, cảm ơn anh. Đấy, gì nữa? Đi đâu vậy? Thì đi gặp nó. Mày biết địa chỉ không mà gặp? Mày coi lại cái bộ dạng của mày kìa, bèo nhèo quá. Vô tút lại chút đi, rồi ra đây tao đưa địa chỉ cho đi. Thank you.
Để ta làm. Đúng là nhà quê. Ngon lắm. Cà phê đồ. Tại sao hai người tự tiện trả nợ cho tôi mà không hỏi ý kiến tôi chứ? Đố cho hai người biết, người của anh Lâm sẽ không tới đây lấy tiền đâu. Đi về đi. Anh Kha à, tụi em làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi mà. Tốt cho anh hả? Tại sao em mượn tiền của nó trả nợ cho anh mà không nói cho anh biết chứ? Chẳng khác nào em sỉ nhục anh. Nhìn tao cái gì? Mày cố chừng tao hả mày? Mày tưởng mày có tiền mày ngon hả mày? Không có mày. Mày lấy tiền của mày đem về mua hồn về chôn mày đi mày. Tao không thèm. Anh Kha, buông ra. Anh đừng có làm như vậy mà. Rõ ràng là có cơ hội để thoát khỏi đám giang hồ đó. Sao anh không nắm lấy chứ? Dũng, anh rất là hiểu em. Anh tưởng là em sẽ hiểu anh. Ai về thì là đau lòng quá đi. Ê thằng cục đồ, tao mới là không hiểu mày nè. Tao có lòng tốt giúp mày mà mày chửi tao. Kể đó mày. Vụ lỗ cho mày sao mày còn nại cổ? Không cần mày. Đúng là côn đồ. Kể đó mày. Ừ mày. Anh Kha. Mẹ. Buông ra đi. Anh Kha. Đừng có đuổi theo nữa. Kể nó đi. Nhưng mà tôi không thể để anh tiếp tục đi với đám người đó. Tôi phải khuyên ảnh mới được. Khổ quá. Tôi nói cô nghe, một khi thằng đàn ông nó đã nổi cái tính bướng bỉnh ngang ngạnh rồi á, thì cô có nói bất kỳ cái thứ gì cũng không lọt lỗ tai của nó đâu. Tìm cách khác đi. Mấy cái người này đầu nhét đầu hũ ở trỏng hay gì, nói không chịu hiểu ta. Có gọi bây giờ nó cũng không bắt máy đâu. Tôi gọi cho chú cô. Thì gọi cho chú cô cũng không được. Kha, Kha. Ê, ê, muốn gì? Đi vô đi. Sao ba lại ở đây? Con Du nó gọi điện thoại cho ba, nó biểu ba lên gặp con đó. Ba đến đây khuyên tôi về á thì khỏi phải nói. Chừa sức đi, con về đâu. Mày ở đây có gì hay ho hả? Thiếu gì cách kiếm tiền trong sạch, không có nguy hiểm. Nếu con không thích làm bánh mì thì ba sẽ nhờ người tìm việc làm cho con. Con không có cần, con không cần ba nhờ ai hết á. Con là ngốc cũng lớn rồi, con tự lo cho bản thân con được. Ba cho con sống tự do đi. Tại sao mày cứng đầu quá vậy? Có nhà thì không ở, tới đây ở rồi lén lút về nhà. Ai ép mày làm chuyện đó hả? Không ai ép cả, con thích như vậy. Ba về đi, con không về đâu. Nè Kha, ba nói con về với ba nghe chưa? Con nói con không về. Ba về đi, con không sao đâu. Con cãi ba hả Kha? Đóng cửa lại. Kha, không được vô. Kha, con về với ba đi, con ở đây nguy hiểm lắm, con biết không? Kha. Chó, ý mày có tiền hả? Mày ý mày là con nhà giàu hả? Được, mày hãy đợi đấy. Mày hãy xem thằng Kha dẫn Du về. Tao sẽ dẫn Du về. Thằng Kha dạo này sao rồi? Dạ, nó cũng ngoan ngoãn lắm anh. Không ngờ nó là dính dáng thằng công tử con nhà giàu đó. Mà ông già của thằng đó lại là một đại gia rất là nổi tiếng. Ủa,
Hai cha con nó làm nghề gì vậy anh? Chủ tiệm vàng Dượng Phát. Dượng Phát? Em lên Sài Gòn cũng một thời gian ngắn thôi, nhưng đi tới đâu á cũng nghe người ta nói về Dượng Phát, và kể cả báo chí cũng hay nhắc tới tiệm vàng này. Trong giới hay gọi ổng là Đại Phát, chứng tỏ ổng làm ăn rất là phát đạt. Một đại gia nhưng mà rất kinh tiếng. Hèn chi con trai của lão ta lại mạnh miệng đứng ra lãnh nợ cho thằng Kha mới ghê chứ. Anh đã nói với chú mày nhiều lần, thằng Kha không phải là dạng gì. Cố gắng chăm sóc nó cho thật tốt, sau này sẽ rất có lợi đó. Dạ, mắt nhìn của đại ca rất là chuẩn, em rất bái phục đại ca. Mày giỏi nghịch chữ hả Sâm? Mày có giỏi tìm người không? Tìm người hả? Giỏi dở gì chứ. Anh muốn tìm ai, nhất định em sẽ dốc hết sức để tìm cho anh. Chỉ cần anh cho biết đặc điểm hình dạng của người đó. Năm nay cô ấy chắc cũng ngoài 50 rồi. Mặt mặt thì bị cháy xém, giọt xét bệnh. Dạ, em biết rồi. Có đặc điểm như vậy, em sẽ cho tụi nhỏ lục sục khắp nơi để mời con nhỏ đó về cho anh. Không phải là con nợ, cô ấy là thân nhân của tao. Dặn với tụi nhỏ, không có đứa nào được hỗn hào với cô ấy. Dạ, em biết rồi. Thân nhân của anh cũng giống như là thân nhân của tụi em mà. Tao cũng công nhận miễn lưỡi của mày dẻo thiệt à. Nhưng mà anh nhắc mày, làm ăn danh quan trọng là phải có trước có sau. Chứ lỡ làm những chuyện gì không hay mà anh nghe được, thì cái miệng dẻo của chú mày cũng không cứu được đâu. Dạ, em biết rồi, anh yên tâm đi. Đây là resort của bạn thân ba tôi, là chủ công ty thủy sản mà ngày mai mình tới khai trương á. Trời, đẹp quá không? Tụi con resort mà đẹp quá vậy? Lần đầu tiên á hả, tôi tới một chỗ vừa rộng vừa sang trọng như vậy á. Đúng là quê mù. Resort người ta mà đi so sánh với lại cái xóm lao động hồi bắp ổ chuột của cô. Ngày hả, anh thức dậy anh không xỉa sói tôi là anh ăn cơm không vô hả? Giận chơi chút xíu thôi, làm gì phản ứng kịch liệt vậy? Không có vui. Ê, anh ca cô sao rồi? Về nhà chưa? Vẫn chưa thôi. Chú cô đã nói hết nước hết cái rồi. Mà tôi không hiểu sao á, đàn ông mấy anh cứng đầu cứng cổ gì đâu á. Ê, tôi đồng ý với cô, tôi và anh Kha của cô đều là giống đực hết. Nhưng mà đừng có quơ rượu cả nắm nha. Tôi nè, một lý lịch trong sạch, một thân hình điển trai như vậy, giống đi theo tụi giang hồ lắm hả? Biết đâu được. Cô, chờ cười. Xong đi đi, đợi tôi chi nữa. Người quen của anh kìa. Nè Trúc, anh cho em xin thêm một cái phòng nữa nha. Sài Gòn chạm mặt nhau không đủ hay sao mà xuống đây cũng thấy cô nữa là sao ta? Ủa, hai người đi đâu đây? Câu này phải hỏi em mới đúng á. Em nói đi, công việc ông đó là công việc của em hả? Anh này, yên bậy yên bạ không hả?
nhưng công việc chỉ còn gì nữa. Nhờ anh đổ tiền đầu tư cho em làm phim mà bây giờ em mới nổi bật. Bà tổ chức chọn em xuống đây để chụp hình PR cho cuộc thi hoa hậu sắp tới nè. Bạn nói nghe, ở đây anh giữ kín bí mật là bạn trai của em nha, lộ là công cốc hết á. Sao ông ghen hả? Ông có phải là bạn trai của em đâu mà sợ ghen. Em chỉ sợ ông biết em nói dối, đồ quỷ tư cách thi của em sao. Cho em gửi chị. Cảm ơn anh. Hai chìa khóa riêng biệt đó nha. Hai phòng riêng mà. Trong ekip còn nhiều người chụp hình mà xuống đây trước một ngày rồi để chọn bối cảnh đó. Để ngày mai em biết địa điểm chính thức ở đâu, em nhắn tin anh. Đến xem và ủng hộ tinh thần cho em nha. Ngày mai anh và Chu bận rồi, không có rảnh. Tiếc quá. Thôi, công việc thì đành vậy. Anh thấy chưa, em đâu có ghen bậy ghen bạ đâu à. Coi chừng tôi đó. Anh cho tôi nhận phòng nha. Anh cứ đặt phòng trước chờ. Dạ rồi, dạ. Anh cho em xin tên người đặt phòng Nam Sơn. Dạ. Dạ rồi anh Nam Sơn. Ông chủ có nhận đặt phòng tốt cho anh rồi đó anh Nam Sơn. Để em gọi người dẫn anh lên nhận phòng mà. Không có ba anh ở đây mà hai người cũng check in một phòng nữa. Vì bà hồi nãy còn ghen ngược lại tôi. Vậy thôi, anh cứ lấy thêm một phòng nữa đi, cho cô yên tâm. Cô bị khùng hả? Khách sạn này là của bạn ba tôi. Chìa khóa phòng của anh đây. Cảm ơn. Mèo mở sau lưng tôi. Mày chết đó. Đi. Cô mèo mỏ thì có. Thùy Anh, con nên nói cho anh biết không? Sao vậy? Nè, anh đi đâu đó? Là mang đồ lên đi. Đi qua hai ngày mà mang đồ cả tháng. Sao kêu xe tải dọn nguyên nhà của lên đây luôn? Đúng là nhà quê. Tự nhiên nhận cái chép thớp à? Nghĩ vậy hả? Mình khỏi bóc đồ chọn luôn. Tự bóc đi. Để làm gì vậy? Có chuyện gì muốn nói chuyện thì nói trực tiếp trong điện thoại đi. Nếu ta thấy thì sao? Em sợ người ta thấy, em sẽ không có giải hoa hậu không? Trong đời còn nghĩ được cái gì khác không hả Thùy Anh? Anh bị cái gì vậy? Sao tự nhiên lại cáu gắt với em? Sao? À, anh lại không tin em đúng không? Anh không tin em. Cứ cho là anh tin em đi. Nhưng rành rành anh là bạn trai của em. Nhìn thấy em đi nghỉ mát với một thằng đàn ông khác, anh không có quyền hỏi hả? Anh không có quyền lên tiếng sao? Em nghĩ anh chịu được không? Chuyện này mình đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi mà. Đúng không? Anh cũng đang ở chung phòng với một đứa con gái khác. Đúng không Sơn? Hai em có nói gì đâu? Hoàn toàn khác nha. Em nên nhớ, kế hoạch này do em tự dành ra. Em cũng thừa biết, cô gái như Du đâu thể nào có sức hấp dẫn đối với anh. Còn em với người đàn ông đó thì khác. Em không xứng, em không đáng. Anh gọi em ra đây chỉ để hòa thuận với chuyện này thôi hả? Em không có đáng để bị như vậy. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Bỏ hết qua hậu qua khôi của em đi. Vậy làm vợ anh. Anh cam đoan với em, em sẽ không cần động đến một ngón tay của em nữa. Cần chi mà phải trường cái mặt ra cho mấy thằng nào nó ngắm nghía về bình phẩm hả? Anh quên đi. Em không phải là loại phụ nữ nhạt nhẽo đến như vậy.
Nếu như em là con đàn bà tối ngày chui rút từ xó bếp để phục vụ anh á, anh có yêu em không? Anh cũng có một khát khao, một đam mê của riêng mình mà. Anh yêu em thì sao lại ích kỷ đến như vậy chứ? Anh ích kỷ? Anh không chịu em hả? Không chịu em mà anh đồng ý làm đám cưới giả để có tiền cho em hả? Bây giờ anh đang giận quá rồi, em có nói gì anh cũng không nghe hết. Thôi, để lượt khác em sẽ nói chuyện với anh nha. Dạ. Dạ, tới liền. Ông bị có chuyện gấp nên gọi em tới. Thôi, em đi nha. Em bỏ anh ở đây, em đi với thằng nào ông nói thiệt hả? Thôi. Thôi mà, có gì đâu mà nóng dữ vậy. Em nói nghe nè, yêu nhau thì phải tin tưởng nhau thì mới có tương lai lâu dài được, đúng không anh? Bây giờ anh đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, anh phải tin em nha. Suy nghĩ linh tinh cho mệt đầu chứ làm gì. Bây giờ anh tập trung cho công việc chính. Anh cho ba tin tưởng tuyệt đối đi. Con tới nơi rồi, ba chỉ hút thuốc đúng giờ nha ba. Được rồi, ba biết rồi con gái. Con gái nhắc hoài mà sao mà ba quên được. Ai mà có con gái như con vậy, chắc phúc đức lắm. Người đó là ba chứ ai. À, ba phúc đức. Phải chi ba được sáng mắt để nhìn thấy được con gái. Mắt sáng và phải nhớ lại nữa, nếu không á ba đâu có nhận ra con đâu. Vậy thôi ba nghỉ ngơi sớm nha ba. À, chào con. Dạ. Ai? Ai đó? Ai vô mà không lên tiếng vậy? Con, anh Kha này chú về. Sức khỏe của chú sao rồi? Kha nè con. Dạ. Bữa nay con không đi làm sao? Dạ có chứ, nhưng mà con tranh thủ qua đi thăm chú, đưa cho chú vài trái cây ăn để bồi bổ, có sức khỏe đi chữa bệnh nữa chứ. Mọi người á, trông chú sáng mắt lắm đó. Qua thăm chú được rồi, trái cây chi cho nó mất công. Thiệt tình là chú cũng nôn lắm. Mấy bữa nay mọi người tốt với chú quá trời luôn, mà chú không thấy mặt mũi ai hết trơn á. Chú về nè. Hả? Hình như bà Phương đang đe dọa chú điều gì phải không? Không, hiểu lầm thôi. Bữa đó cậu với chú chỉ là nói chuyện bình thường à. Với lại chú cũng đâu có quen biết cổ đâu, mà chú dùng loà dù nghèo khổ nữa, cổ đe dọa chú làm cái gì? Rõ ràng á là con thấy bà muốn xô chú xuống cầu thang đó. Nếu như bữa đó con không tới kịp á, không chừng á chú đã nói là cậu lỡ tay thôi. Lỡ tay gì chú ơi, chú đừng có tin người quá, nhất là bà đó đó. Ai biết được bà có âm mưu hay là tính toán gì, chú phải đề phòng, chú hiểu không? Chắc là tại con đa nghi quá. À, mà cổ với con là sống ở chung nhà phải không? Chắc chắn cổ phải là người tốt thì ba con mới mời cổ sống chung, đúng không? Trời trời, mời nào mà mời. Ba con mù quáng, đưa bà về nhà ở thì có, con có chịu đâu. Từ hôm khi khổng khi không á, cái xuất hiện đu bám ba con giống như là mà đói gì đó. Nói nhỏ nhỏ thôi, dù sao thì mấy bữa nay cô cũng nhiệt tình chăm sóc chú, để cô nghe được cô buồn đó. Chú yên tâm đi, bà không nghe được đâu. Hồi nãy con tới đây á, không thấy bà con thắc mắc vì Hạnh nói bà đi về quê rồi. Thấy số giờ nước uống ghê, nhưng thằng tướng thì không còn thấy nữa. Nhưng vậy chắc chắn họ đánh dấu số giờ trước khi nó dụng. Mà cái thằng chết bằng số vàng của tao, con Tuyết mày còn sống hả? Thì mày đừng có hỏng. Chị, cái nhà bên đó đó,
mấy chục năm về trước là nhà của chủ tiệm vàng phải không chị? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà sau khi mà họ bị cướp đó là họ chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Chị biết bây giờ họ dọn đi đâu không? Tôi cũng không biết nữa chị ơi. Ủa chị. Hả? Chị là người thân của gia đình đó hả? À, tôi là bà con xa của bà chủ tiệm vàng đó. Lâu quá không gặp, không biết bây giờ ở đâu nữa. Tháng trước á cũng có người về đây hỏi gia đình đó, chắc là người thân đó. Cậu có biết người đó tên gì không? Chưa kịp hỏi ổng bỏ đi mất tiêu rồi. Hỏi ổng đi xe ôm không, ổng không trả lời nữa. Là ai ta? Không lẽ cái thằng khốn kiếp đó hay là một người khác? Hồi đó đó, công an bao vây bố ráp dữ lắm, mà sao mà bắt được có một tên à? Còn lại hai tên không biết ở đâu nữa. Nghe nói á, rớt xuống suối chết mất xác luôn. Cái gì? Tôi không có tin là mất xác. Người ta mà làm như con kiến vậy, chết không thấy xác. Chị, hình như là trong số mấy người cướp đó đó, có một hai người có con nhỏ, mà ba má nó bị bắt như vậy đó. Rồi mấy đứa nhỏ ai nuôi chị ha? Một đứa là con của bà giúp việc, gì đó nuôi. Mà nghe nói á, nó bị bắt cóc rồi. Cổng rắn cắn gà nhà, cứu nạn vậy chứ. Còn đứa nhỏ còn lại chị? Hình như nó chết trong bệnh viện rồi. Cậu có chắc không? Chắc luôn chứ gì nữa, tôi nghe nói mà. Báo đăng sùm hết trơn á. Lúc đó lệnh truy nã quá trời luôn, họ bàn tán dữ lắm luôn đó. Cái thứ mà cướp của giết người á, cho nó chết ra hả? Cả gia đình nó cũng đáng nữa. Cái gì mà bà ác mồm ác miệng dữ bà mày? Tụi nhỏ nó có tội gì đâu. Thì tôi nói vậy á, cha mẹ của nó ăn mặn thì bây giờ con nó phải khát nước thôi. Nếu con gái nó đã chết, vậy con vô hiện nay là ai? Số vàng nó giấu ở đâu? Nếu mình là nó thì mình sẽ... Cậu có biết đứa bé chết chôn ở đâu không? Chôn trong nghĩa địa chứ đâu. Tôi biết nghĩa địa rồi. Nhưng mà nghĩa địa nào cậu chỉ tôi biết đi. Tôi đâu có đi đám tang đâu mà biết nó chôn ở đâu. Không biết sao nói. Thì người ta nói. Nhiều đó không có nhiều chuyện nữa. Nè, tại bà hỏi tôi mới nói nha. À, mà quên nữa, tôi thấy bà quen quen à. Ai quen mặt mày? Không biết cũng nói. Chị ơi, chị, đưa tiền nước chị ơi. Bao nhiêu? 7 ngàn. Đi đưa chị 10 ngàn luôn nè. Đi xe ôm em chở nè. Thôi, cảm ơn. Trời, đưa tiền giùm tao coi. Cho lên trà đá uống của bà Bảy. Ừ. Bà mẹ nó, cái thằng xe ôm, đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện thế ớn à. Biết có chút xíu của mày đặt nhiều chuyện, lúc người ta đi chôn á thì chạy theo đi, rồi biết chôn chỗ nào, lúc đó rồi nhiều chuyện, chạy theo rồi chỉ người ta. Đi hồi nãy giờ 3-4 cái nghĩa trang cũng tìm không có ra. Cái thằng vệ này, không biết nữa, mã mồ dày đặc như vậy, biết chỗ nào đâu tìm. Không biết nó có khùng giống như là con vợ nó hay không. Trời đất ơi, vàng mà nó đem ra để nó chôn, rủi gì người ta đào lên người ta lấy cốt á hả? Người ta thấy bịch vàng ôm mẹ đi mất tiêu à? Đồ điên gì đâu, nhiều đó làm cũng không xong nữa. Tính tới thời điểm này thì em có bao nhiêu người là đối thủ rồi vậy anh? Em khéo lo, đâu còn ai hơi được nhan sắc kiều diễm này của em. Với lại có anh rồi thì dù có cả ngàn thí sinh cũng không ai lấy được dương miệng của em. Thôi, em không tin đâu. Ban tổ chức với ban giám khảo còn nhiều người mà. Anh tính này, một lời nói là như đinh đóng cột.
hả dốc qua mặt. Anh có gì để cho em tin không? Không tin á, thì cứ theo anh. Đi đâu anh? Đi bằng. Gọi món trước đi, tôi ra ngoài chút rồi quay lại liền nha. Chị ơi, chị làm rớt cái gì nè? Anh đi trước đi, để chút xíu nha. Có phải là cô rảnh quá không biết làm cái gì nên kiếm chuyện đi phá tôi đúng không? Lẽ nào tôi không có dư hơi đến như vậy đâu. Nhưng chị cô quá đáng quá. Anh Sơn đang ngồi ở trong kia, nếu như anh nhìn thấy thì sao? Cô dám để anh nhìn thấy không? Cô muốn cái gì đây? Là cô hãy thôi ỏng ẻo với người đó, đi thú nhận tội lỗi với anh Sơn và xin ảnh tha thứ. Còn không thì sao? Tôi sẽ nói cho ảnh biết. Đây là lần thứ hai tôi bắt gặp rồi, sẽ không có lần thứ ba tôi im lặng đâu. Cô nghĩ anh Sơn tin cô hả? Vậy thì cô cứ thử đi. Cô chống mắt lên mà xem á. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với anh hả? Hay tôi nhậu giải sầu với anh nha. Nhậu? Bảo đảm với anh sẽ rất đặc biệt. Ok. Hôm nay mày đặt nhậu dẹp nữa, cô làm tôi mở tầm mắt rồi đó. Tại anh không biết đó thôi, chứ ở xóm hả, tôi ngồi với chú cô với anh Kha hoài à. Được, để coi hôm nay cô nhậu được bao nhiêu. Vô. Anh cười gì vậy? Cô cầm cái ly uống hay là cầm cái ly chọi ta vậy? Có gì không đúng đâu. Nè, ở trong xóm của cô mà trên bàn nhậu á, chắc cô nổi tiếng là trùm phá bồi đúng không? Nè, anh vô chi vừa thôi nha, tự nhiên sao nói vậy chứ? Đây nè, cầm đi, là phải cầm như vậy. À, còn cầm giống cô á, là cầm búa, đập đầu người ta. Hên cho cô là hôm nay không có khách đó, nếu không là nhục mặt cô rồi. Phiền phức quá à. Mà đâu có pháp luật nào quy định đó là cách cầm ly của anh là đúng, còn cách cầm ly của tôi là sai đâu. Cầm sao á là quyền tự do của mỗi người. Đây là quyền tự do của tôi, tại vì tôi thích cầm vậy. Cô chỉ dỗ trả treo thôi. Uống rượu đế hả? Sao không sợ cách cầm? Đúng không? Anh cười gì vậy? Vậy cũng mày đang uống rượu. Tại vì tôi lỡ uống hơi nhiều chứ bộ. Tôi nói thiệt nha,
Hên là không có ai ở đây á, cô làm tôi mất mặt quá. Không uống được á thì lấy nước lọc uống đi. Đã như vậy hả, tôi làm cho anh mất mặt luôn. Trời, coi anh làm gì được tôi. Nè, đây. 1, 2, 3, vô. Được không? Được, 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 uống đi. Thôi, đi lấy nước lọc uống đi, nha. Mà tôi nói thiệt luôn á, tôi á là vì anh nên mới như vậy, mà anh không biết điều gì hết trơn á. Họ một chút là xỉa xói dịp hạt người khác, thấy ghét. Giỡn chút xíu làm gì căng à? Chứ còn anh nghĩ lúc nào tôi cũng hung dữ như vậy hả? Tôi xin lỗi được chưa? Uống không được thì thôi ăn đi. Quán từ từ để nước xong mấy cái này cái. Đừng để tôi. Đừng uống luôn đi nha. Oh,